một trận đấu tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta. Tất nhiên rồi, hãy ổn định chỗ ngồi và trận đấu của các bạn trông chờ sẽ đến rất nhanh thôi. Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo trận đấu mà tất cả chúng ta đang trông chờ hôm nay. Tayu Iwani. Không ai ngăn cản. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Và đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó. Rangira. Bóng đi thẳng vào tay thủ môn, một cú sút không quá khó. Chris Gunter. Hugh Minson. Pha vào bóng mạnh mẽ của vệ đã cắt hết đợt tấn công. Sút. Đó là một pha cứu thua ngoạn mục. Bóng rất xoáy và anh ta đã bắt được nó. Ronaldo. Alessandro Del Piero. Rangira. Đường truyền quá thông minh. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Ronaldo. Đối phương bất ngờ. Họ đã giành lại quyền của sân bóng. Tình huống phản công nguy hiểm. Alessandro Del Piero. Ronaldo. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Luisa Bromel. Gerardo Becker. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Cầu thủ hiện tại. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Cắt bóng ngay. Benji Haraguchi. Điều tấn công rất hay. Đường truyền xuất sắc. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Tiến lên đi. Phải có vật lên. Trọng tài đã chỉ tay vào sân bóng và một cầu thủ đã phải rời vào sân bởi một chiếc thẻ đỏ. Vâng, đó là một pha va chạm mạnh hai bên, cũng như họ sẽ phải đón nhận một bàn thua sau pha bóng này. Đó là sự thay đổi bằng một cầu thủ mới vào. Sự tự tin tuyệt đối, bàn thắng tuyệt vời, rất tự tin, cực kỳ đẳng cấp. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Alessandro Del Piero. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Trọng tài báo hiệu chỉ có 2 phút trên giờ. Dielman. Benji Haraguchi. Luisa Bromel. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số. Hiệp 2 trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Borussia Dortmund. Christopher Nkunku. Chris Gunter. Họ có khoảng trống ở cánh. Đây là cơ hội để họ tấn công. Họ đã chơi tuyệt vời. Đường truyền rất tốt để vượt qua. Có cơ hội ngay bây giờ.
anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là Trọng Tài Huyền đã căng cường. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Rani Khedira. Rất nhiều đường chuyền. Sút. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Không có thắng ở gì. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng pha dứt điểm đi chệch khung thành cho Bangkok rất đáng tiếc. Tôi thì rất thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Alessandro Del Piero. Son bật tường. Rani Khedira. Cristo Trimel. Cơ hội là đây. Anh ấy đã cứu một bàn thua trông thấy. Nguy hiểm. Cầu thủ của hai đội đang làm mất liên tục. Phát đêm rồi. Thật sự đây là một cơn ác mộng, một quả phạt đền và kèm theo đó là chơi đỏ chút từng thiếu. Thật đáng tiếc, đó thật sự là một khoảnh khắc tệ hại của họ trong trận đấu này. Chơi bóng một phần của môn thể thao này. Ôi, xóa bóng hiểm quá, anh ta xứng đáng hay thế nào trong tình nó. Thủ môn đang rất phấn khích vì anh ấy vừa cản phá thành công một cú đá penalty. Quả đánh đầu truyền cho đồng đội. Brook vừa có pha khó lên. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Đối phương bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Đem biên cho Robin. Ronaldo. Alessandro Del Piero. Pha sọt bóng bởi cái nóc. Chris Gunter. Chúng ta đang trong thời điểm cuối cùng của trận đấu, nhưng tất cả mọi người vẫn đang theo dõi rất sát mọi tình huống trên sân. Cần phải làm gì đó khác hơn để thay đổi cục diện trận đấu này? Đó là gì mà khán giả chủ nhà đang hào hức? Phải là như vậy, các cầu thủ chủ nhà dường như đang quên mất họ đang được chơi trên sân nhà. Đó là một cơ hội rõ ràng nhưng nó đã bị bỏ lỡ. Vâng, anh ta hơi chần chừ một thoáng thôi và quyết định vội vàng đã làm cú sút bay chạy không thành. David Mbappé. Hugh Minson. Có cơ hội. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Một pha phát bóng xuất sắc và đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm được như thế. Trọng tài đã đổi còi, kết thúc trận đấu.